Rồi ok, thì trong ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái cây vú sữa mà có lẽ là các bạn chưa nghe thấy bao giờ. Thì ở đây tôi giới thiệu là cây vú sữa là hoàng kim. Thì tôi cảm thấy trái này nó vàng vàng đó các bạn, nó vàng này nè. Thì trái này có khả năng là chưa có chín đâu, nó bị đang bị ám nắng các bạn ơi. Thì ở trên đây tôi hôm qua thấy rất là nhiều trái nè. Đó, vú sữa hoàng kim, trái này gần chín rồi các bạn. Đó, ok không? Đó, thì cái cây này nói chung là ở Việt Nam mình trồng rất là ít và rất là hiếm các bạn ha. Thì cái cây này á mang lại nhận kinh tế của chúng ta rất là cao. Thì các bạn có thấy cái bông của nó đúng không ạ? Cái bông của nó này nó mọc từ thân cây ra, nó khác những với một số loại cây khác các bạn ha, rất là khác. Thì ở cây vú sữa hoàng kim này á, nó đa số là ra trái quanh năm và đa số những cái trái của nó các bạn có thấy không, là nó mọc không, nó mọc trái từ thân ra không, từ thân ra. Cái cây rất là nhỏ ha, nhưng mà rất là nhiều trái các bạn ha, rất là nhiều trái. Và cái kỹ thuật chăm sóc cái cây này á cũng kỹ thuật rất là cao các bạn ha. Thì ở đây những cái trái này của nhà chúng tôi á được trồng tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước các bạn ha. Đây là cái giống cây độc nhất vô nhị không, mà bố tôi đang hiện tại đang gây giống ở cái vườn này. Tiếp theo tôi giới thiệu các bạn một số cây vú sữa hoàng kim nữa. Cây này là cây mới trồng các bạn ha, cây mới trồng. Các bạn thấy không ạ? Đây kỹ thuật chăm sóc rất là cao, không hề có một cái sâu bệnh nào hết các bạn ha. Thì ở đây là một cái vườn cây vú sữa hoàng kim của gia đình tôi. Thì ở đây gia đình tôi cũng trồng cách đây khoảng 3 đến 4 năm rồi các bạn. Thì nếu mình nhìn lướt sơ qua của nó thì nó là những cái cây giống cây cà phê các bạn, cây cà phê khá là hay các bạn ha. Khi nào các bạn có dịp các bạn tham quan thì các bạn hãy ghé nhà chú Kháng ở 91 Tân Phong Tân Thành Bù Đốp Bình Phước, các bạn trải nghiệm không, trải nghiệm ăn thử ha là cái vị của vú sữa hoàng kim nó như thế nào các bạn ha. Thì các bạn ăn xong thì các bạn sẽ cảm nhận được một cái vị nó khá là thanh và khá là ngọt ở tại khu vườn này. Thì nói chung là ở đây tôi chỉ giới thiệu cho các bạn là cái cây vú sữa hoàng kim thôi. Còn ngoài ra ở vườn cây nhà chúng tôi nó còn rất là nhiều loại trái cây lạ và hiếm mà các bạn ít gặp ở ngoài xã hội các bạn nha. Đó. Thì ở đây tôi sẽ giới thiệu các bạn là một số loại cây đó. Thì buổi sáng ngày hôm nay tôi cũng giới thiệu các bạn sơ lược là những cái cây đó thôi. Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Chúc các bạn một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Rồi, bye bye.